Baby Production. Nếu có được một điều ước, con ước gì thời gian quay trở lại 7 năm về trước để con nhìn về tương lai ở ngày mai. Không ăn chơi, không hư hỏng, không mê chơi, không leo lỏng thì có lẽ giờ đã khác, vì không phải giấc mơ là phải giống. Giờ quá trễ, con không thể trở về là con của ngày xưa, vì thằng nhóc khi xưa cả lời ba mẹ bây giờ đâu còn nữa. Con đã biết tự lập, nhận hết lỗi lầm con gây ra, tránh xa những lời mời mọc để con không lầy vào cuộc vui xa đoà. Con nhớ lại lúc con còn bé, lúc nào cũng có mẹ chở che, không có những người anh em bên con vì lúc nào cũng có mẹ. Còn ba thì là bờ vai vững chắc giúp con bước tiếp trên đường dài. Biết đâu ngày mai con sai thì ba là người khiến con nên dừng lại. Sự quan tâm, sự lo lắng của ba mẹ đối với con là thật nhất, nhưng sao dằn vặt trong lòng không dám thốt lên lời nói chân thật. Là con thật lòng cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng con những ngày qua, và con thật lòng xin lỗi vì đứa con này thật sự bởi con. Nhiều bao giờ con từng nghĩ sẽ cắt cứ những lời ba mẹ nói, không quan tâm, không lắng nghe, đã làm cuộc đời con rẻ đôi. Nếu con lẻ loi giữa dòng đời thì con chắc chắn là không phải, vì lúc nào bên con cũng có ba mẹ sát cánh để khuyên dạy. Bao giờ con từng nghĩ sẽ cắt cứ những lời ba mẹ nói, không quan tâm, không lắng nghe, đã làm cuộc đời con rẻ đôi. Nếu con lẻ loi giữa dòng đời thì con chắc chắn là không phải, vì lúc nào bên con cũng có ba mẹ sát cánh để khuyên dạy. Một cuộc đời, một mạng sống không phải do một mình tạo ra, mà do mồ hôi nước mắt ba mẹ nuôi nấng con từng ngày. Và muốn con trưởng thành luôn muốn con mình trở thành một người tốt, nhưng con đã sai vì cuộc đời con đã phải một lần dạy dỗ. Vì đã có những lúc con không kiềm chế được bản thân mình nên bỏ nhà ra đi vào lúc nửa đêm và làm theo cảm tính, đã làm nước mắt ba mẹ rơi rất nhiều. Bởi vì con nhớ thật rõ cái đêm hôm đó là đêm trăng tròn. Con là thằng con bất hiếu, không làm tròn bổn phận bản thân mình, không quan tâm, không nhận ra bên mình là một tấm chân tình, không hiểu cảm giác của ba mẹ chỉ nghĩ cho riêng mình. Những điều làm sai con không hề nhận và luôn tìm cách để thanh minh. Nếu như không có ba mẹ thì con đâu được như ngày hôm nay, nếu con chịu nghe lời ba mẹ thì con đâu phải hối hận thế này. Nếu như không có gió thì làm sao mây có thể bay, và những điều ba mẹ đã làm con không bao giờ có thể nhìn thấy. Có bao giờ con từng nghĩ sẽ cắt cứ những lời ba mẹ nói, không quan tâm, không lắng nghe, đã làm cuộc đời con rẻ đôi. Nếu con lẻ loi giữa dòng đời thì con chắc chắn là không phải, vì lúc nào bên con cũng có ba mẹ sát cánh để khuyên dạy. Có bao giờ con từng nghĩ sẽ cắt cứ những lời ba mẹ nói, không quan tâm, không lắng nghe, đã làm cuộc đời con rẻ đôi. Nếu con lẻ loi giữa dòng đời thì con chắc chắn là không phải, vì lúc nào bên con cũng có ba mẹ sát cánh để khuyên dạy. Xin lỗi vì tất cả những thứ trước giờ con gây ra cho ba mẹ, cho ông bà, cho những người con từng đi qua. Con không biết được ba mẹ khổ cực vì con như thế nào, nhưng mà nỗi đau ba mẹ phải chịu là do con đã tạo. Con muốn thốt lên những lời con đã hằn giấu trong thâm tâm, đó là đứa con bất hiếu này thật sự yêu ba mẹ nhiều lắm. Con muốn thốt lên những lời mà con đã giấu trong thâm tâm, đó là đứa con bất hiếu này thật sự yêu ba mẹ nhiều. Có bao giờ con từng nghĩ sẽ cắt cứ những lời ba mẹ nói, không quan tâm, không lắng nghe, đã làm cuộc đời con rẻ đôi. Nếu con lẻ loi giữa dòng đời thì con chắc chắn là không phải, vì lúc nào bên con cũng có ba mẹ sát cánh để khuyên dạy. Có bao giờ con từng nghĩ sẽ cắt cứ những lời ba mẹ nói, không quan tâm, không lắng nghe, đã làm cuộc đời con rẻ đôi. Nếu con lẻ loi giữa dòng đời thì con chắc chắn là không phải, vì lúc nào bên con cũng có ba mẹ sát cánh để khuyên dạy.